Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh một con thằn lằn đột biến các bạn nhé. Các bạn cùng mình theo dõi hết video cách mình tô màu cho bức tranh này nha. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay, hình ảnh về một con thằn lằn đột biến. Và mình sẽ sử dụng đến màu cam để tô cho những cái chi tiết có trên thân của con thằn lằn nhé. Mình sẽ tô lần lượt các bạn nhé, đến hết cái phần chi tiết có trên thân. Và tiếp tục đây là phần gai trên lưng nhé. Và tiếp theo mình sẽ tô hết phần đuôi nha, với màu sắc đó là màu cam, và đây là phần chân mọi người nhé, màu cam cho phần chân nha mọi người. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng màu xanh cho phần thân còn lại của con thằn lằn đột biến này, là màu xám, đây là màu xám các bạn nhé. Mình cho tôi từ phần đầu trước nha. Và tiếp tục mình sẽ tô đến phần thân nha. Và đây là phần thân các bạn nhé. Mình sẽ gọt bút chì, gọt bút chì cho các bạn. Mình sẽ tô đến phần thân tiếp theo với màu sắc đó là màu và mình sẽ tô lần lượt cho đến hết cái phần, chị cũng không biết nữa, phần đuôi. Và đây là phần đuôi các bạn nhé. Phần đuôi sẽ được mình tô với màu sắc đó là màu xám. Mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh về con thằn lằn đột biến của mình rồi các bạn nha. Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé.
Và những cái giấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh từ một thần lần đột biến. Các bạn này đã được mình tô với hai phân loại màu sắc, và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu của mình để hoàn thành cho bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi, mọi người nhấn like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.